Trục trặc trong khâu giao bóng. Chính xác hơn là Khổng Minh giao bảo đã nghe nhầm còi ở bên sân bên cạnh. Nhà về tuyến 2, vụt ngay, rất căng. Bóng tiếp tục thuộc về Tú Đạt. Sơn móm, chân trái, dứt điểm không? Tuyệt vời! 1-0 cho Tú Đạt. Pha xử lý phải nói là già dơ của Sơn móm. Tú Đạt đã vượt lên vào một thời điểm rất nhạy cảm. Khi mà thế trận đang ngang bằng thì Sơn Móm tỏa sáng. Một cú đá bằng chân trái của Sơn Móm khiến cho thủ thành Ý Hòa phải chôn chân. Chúng ta xem lại bàn thắng của số 9 xuất phát từ một tình huống mất bóng giữa sân của Đại Từ. Đấy đúng là một giải pháp rất quái chiêu của Sơn Móm Đại Từ. Nhưng vừa rồi thì anh đã bị đánh bại. Bóng lập bập. Cầu thủ Đại Từ cho rằng bóng Khổng Minh giao bảo, chân trái rất căng. Đúng là cú sút của một hàng chuyền. Một quả Tomahawk ở cự ly gần thì không còn cơ hội cho Sơn Móm, cho thủ thành Kiên Mãn. Ngay lập tức là câu trả lời của Đại Từ, 1-1. Một cú sút mất bóng. Chúng ta chỉ thấy bóng ở đâu khi nó dừng lại ở trong khung thành. Cú đá chân trái cực tốt. Nhưng bóng vẫn còn trong tầm kiểm soát của Sơn Móm. Cơ hội quá ngon ăn. Vào! Viết Khương là người ghi bàn cho Tú Đạt. Một lần nữa Tú Đạt vượt lên. Xuất phát từ một quả đá biên. Dù không cao nhưng Viết Khương lại là người đón được trái bóng bổng và ghi bàn thứ hai cho Tú Đạt. Tình huống chọn điểm rơi không tốt của hậu vệ bên phía Đại Từ. Cú đá ở cự ly quá gần và Ý Hòa dù đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn phải trao thua. Cực tốt, không vào. Một cơ hội rất tốt để cao thủ Đại Từ có được bàn gỡ. Quả người cực hay, cơ hội. Sút bóng, tuyệt vời. Quá đẳng cấp. Một bàn thắng xứng đáng được tua đi tua lại. Pha lập công của Tiến Thịnh. Một mình Tiến Thịnh đã solo qua hai cầu thủ Đại Từ. 3-1 dành cho Tú Đạt rồi. Qua người lắc cực khéo. Và có một cú về gầm mở góc sút. Về gầm chân phải, dứt điểm chân trái. Vâng, chúng ta sẽ trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa Tú Đạt và Đại Từ trong khuôn khổ vòng 7 Hà Nội Serie B. Chính xác hơn là tại giải hạng nhất Việt Football và Hà Nội Serie B. Quá nguy hiểm, cái gì đây? Không có gì để nói về bàn thua này nữa. Một pha đốt đền mà không ai có thể ngờ tới. Số 12 Ngô Quang Ngọc đã làm được điều mà tất cả các tiền đạo Đại Từ đang cố gắng. Được chuyền hơi khó nhưng vẫn thoát được bóng lên. Cơ hội biên trái căng ngang không thành công. Đến lượt câu trả lời của Đại Từ. Khá ngon ăn. Khổng Minh giao bảo không được. Một cái bóng áo hồng đã rút về, đó chính là Quốc Khánh. Mất bóng ở vị trí khá là tối kỵ. Thêm một cơ hội cho Đại Từ. Cực kỳ kỹ thuật.
Sơn Móng. Cú đá chưa qua rào, vẫn còn thêm một pha dứt điểm nữa. Bắn lần 3 nhưng bóng không đi trúng khung thành. Áp lực cho Tú Đạt trong những phút còn lại là rất lớn. Xuống được đáy biên, không vào. Cách khung thành có lẽ chỉ khoảng 1-2 mét mà thôi. Đây là câu trả lời. Huy Phong, một mình số 10 làm gì. Huy Phong, có 2, chỉ cách nhau vài chục giây đồng hồ thôi, nhưng hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Đại Từ còn chưa hết tiếc nuối thì họ đã phải nhận bàn thua. Tú Đạt còn vừa mới hoàng hồn thì giờ họ đang chìm trong sự hân hoan. Pha xử lý quá bình tĩnh của Huy Phong. Một nhịp đảo chân, Giang Lạc lắc phải và cú dứt điểm đánh bại Nguyễn Đình Ý Hòa. Không cần nói thêm gì cả. Quá hay, quá xuất sắc. Vẫn đang di lên, Duy Cường. Một quãng đường rất dài. Lại vào! 5-2 rồi! Một quãng đường từ trường về nhà và số 4 Trần Duy Cường đã ghi bàn cho Tú Đạt. Tỷ số là 5-2. Có thể khẳng định là Tú Đạt sẽ vào top 3. Chắc chắn là như vậy. Tú Đạt sẽ thăng hạng. Vào quãng cuối rồi nhưng Duy Cường vẫn quá bon. Và lần này thì cú đá chìm của anh khiến cho một thủ thành cao to như Ý Hòa gặp khó. Của Khổng Minh ra bảo. Vừa mới vào sân nhưng Huy Toàn lại để cho Duy Cường bứt đi. Động tác giả khá hay. Sục bóng kỹ thuật, không được. Và tình huống xử lý ngẫu hứng vừa rồi của Thống Phành cũng khép lại một trận đấu mãn nhãn. Tỷ số là 5-2 nghiêng về phía Tú Đạt trong màn đối đầu với Đại Từ. Kết quả không thể thành công hơn dành cho Tú Đạt.